Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với loạt video hướng dẫn xây dựng hệ thống website và điện thoại di động trực tuyến của Học viện Công nghệ Vietpro. Ở trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm. Thì chức năng xây dựng tìm kiếm sản phẩm chúng ta sẽ chia thành hai video. Và trong video đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng xây dựng hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là tạo hiệu ứng JavaScript cho chức năng tìm kiếm tại cái ô tìm kiếm này. Và nội dung thứ hai là chúng ta sẽ đi xây dựng trang danh sách tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng nội dung một. Nội dung đầu tiên đó là tạo hiệu ứng JavaScript cho chức năng tìm kiếm. Chúng ta, tức là ở đây chúng ta có cái ô form tìm kiếm. Các bạn có một cái cụm từ đó là tìm kiếm sản phẩm. Và khi chúng ta đưa chuột vào trong cái ô tìm kiếm này thì từ khóa này sẽ biến mất. Và khi các bạn đưa chuột ra khỏi cái vùng tìm kiếm thì cái ô tìm kiếm sản phẩm lại hiện lên. Và sau đây chúng ta sẽ đi xây dựng cái hiệu ứng JavaScript này cho cái chức năng tìm kiếm. Các bạn vào chức năng tìm kiếm. Mở file tìm kiếm.php lên. Tại đây chúng ta có một cái form tìm kiếm. Chúng ta sẽ xây dựng hiệu ứng JavaScript ở trên này. Đầu tiên cần phải tạo vùng làm việc cho JavaScript. Chúng ta trong đây sẽ tạo ra hai cái function. Một function sẽ thực thi việc chúng ta đưa chuột vào bên trong ô form text. Và một sự kiện, một function sẽ xây dựng cái sự kiện đó khi chúng ta đưa chuột ra khỏi cái ô text đó. Ở đây trước khi xây dựng cái function, chúng ta cần phải lưu ý để lấy được những cái value, những cái giá trị của form, chúng ta cần phải có tên của form. Các bạn cần phải thêm name cho form. Tôi đặt là add form. Tiếp theo ở ô add text, các bạn cần lưu ý ở đây giá trị phải là value tìm kiếm sản phẩm. Sau đây chúng ta sẽ đi xây dựng hai cái function. Function đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên đó là search focus. Focus là sự kiện khi chúng ta đưa chuột vào cái vùng form đó. Trong đây chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái giá trị chúng ta lấy được đó là tìm kiếm sản phẩm, vậy khi chúng ta đưa chuột vào cái ô text đó thì nó sẽ trở về rỗng. Chúng ta kiểm tra như sau. If để lấy giá trị ở trong form, chúng ta có cú pháp như sau: document chấm tên của form là addForm chấm tên của ô input, ở đây là addText, cuối cùng là chấm value. Ở đây nhiều giá trị đó là tìm kiếm sản phẩm. Thì khi chúng ta đưa chuột vào, chúng ta sẽ gán lại cho nó cái giá trị đó là rỗng, chúng ta có thể copy ở trên. Ở đây, cho nó là rỗng. Và tương tự chúng ta sẽ xây dựng một cái function là subblur cho cái sự kiện khi đưa chuột ra khỏi cái vùng ô text. Chúng ta cũng kiểm tra, nhưng ở đây chúng ta sẽ kiểm tra là nếu cái giá trị lấy được là rỗng thì khi đưa chuột ra khỏi cái ô text đó thì nó sẽ gán lại cái giá trị là tìm kiếm sản phẩm. Chúng ta cũng copy ở trên và paste xuống dưới. Ở đây nếu giá trị là rỗng thì chúng ta gán lại cái giá trị là tìm kiếm sản phẩm. Và chúng ta sẽ gọi hai cái hàm này ra để sử dụng ở trong cái ô input với addText này. Chúng ta sẽ sử dụng hai sự kiện đó là onFocus và onBlur. Đầu tiên là onFocus. Gọi ra sự kiện searchFocus và sự kiện onBlur. Như vậy là chúng ta đã xây dựng xong hiệu ứng JavaScript cho cái chức năng tìm kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy thử. Chúng ta F5. Ở đây chúng ta sẽ đưa chuột vào, tức là thực thi sự kiện focus. Ok, chúng ta xem lại một chút. Ở đây chúng ta gán giá trị, tức là một dấu bằng. Các bạn thì sửa lại. Tại F5. Chúng ta đưa chuột vào. Ok, các bạn có thể thấy khi focus vào cái ô addText này thì từ khóa tìm kiếm sản phẩm sẽ biến mất. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa chuột ra khỏi cái ô addText này thì cái từ tìm kiếm sản phẩm sẽ hiện lên. Như vậy là chúng ta đã xây dựng thành công hiệu ứng JavaScript cho cái chức năng tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai của video,
đó là chúng ta sẽ xây dựng trang danh sách tìm kiếm. Trước khi đi xây dựng trong cái trang danh sách tìm kiếm, các bạn lưu ý một cái điểm cho tôi, đó là ở cái form này chúng ta cần phải có action để điều hướng tới cái trang danh sách tìm kiếm. Chúng ta sẽ chuyển cái tham số page layout bằng danh sách tìm kiếm. Và sau đó chúng ta mới đi xây dựng cái chức năng tìm kiếm ở trong cái trang danh sách tìm kiếm này. Bây giờ các bạn vào chức năng tìm kiếm, mở file danh sách tìm kiếm lên. Đây là file danh sách tìm kiếm.php của chúng ta. Ở trang danh sách tìm kiếm, đầu tiên nó sẽ nhận vào cái từ khóa tìm kiếm để lọc ra những cái sản phẩm phù hợp với cái từ khóa mà chúng ta nhập vào cái ô tìm kiếm. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhận từ khóa tìm kiếm. Chúng ta sẽ nhận vào cái post edtech. Sau đó, công việc tiếp theo đó là chúng ta phải loại bỏ các khoảng trắng đầu và cuối của từ khóa. Exclude là hàm ta sẽ loại bỏ cái khoảng trắng. Sau khi loại bỏ các khoảng trắng đầu và cuối chuỗi của từ khóa, chúng ta sẽ thực thi câu lệnh SQL. Câu lệnh SQL chúng ta sẽ lấy ra toàn bộ những cái sản phẩm với điều kiện đó là tên sản phẩm sẽ chính là cái SNewTech của chúng ta, chính là cái từ khóa mà chúng ta nhập vào. Chúng ta thực thi câu truy vấn. Sau đó xuống đây chúng ta sẽ thực thi vòng lặp while để lặp ra được các sản phẩm ở trong cơ sở dữ liệu. Đầu tiên thì chúng ta cần phải echo ra cái từ khóa tìm kiếm trước. Phía dưới này toàn bộ là những cái mã HTML của các sản phẩm và chúng ta không cần giữ lại. Chúng ta sẽ xóa những cái mã HTML này đi và chỉ giữ lại một cái sản phẩm để chúng ta có thể sử dụng vòng lặp while để lặp. Chúng ta sẽ viết vòng lặp while ở đây. Ở bên trong chúng ta sẽ đi echo ra những cái thông tin của sản phẩm. Đầu tiên là ảnh. Ảnh sẽ nằm trong thư mục quản trị. Đến thư mục ảnh. Sau đó chúng ta sẽ echo ra tên của ảnh.
chúng ta copy phần này cho những cái thông tin ở dưới. Tiếp theo là tên của sản phẩm. Bảo hành. Tình trạng. Cuối cùng đó là giá của sản phẩm. Sau khi đã in được tất cả những cái thông tin của sản phẩm và chúng ta sẽ chạy thử để xem chúng ta đã lấy ra được những cái sản phẩm với cái từ khóa mà chúng ta tìm kiếm hay chưa. Chúng ta F5 lại. Ở đây tôi sẽ nhập vào một cái từ khóa để tìm kiếm. Ví dụ như tôi muốn tìm kiếm sản phẩm tên là iPhone chẳng hạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy chúng ta đã truyền thành công được cái từ khóa tìm kiếm đây là iPhone. Và đây là toàn bộ những cái sản phẩm iPhone được liệt kê ra với cái từ khóa tìm kiếm là iPhone. Chúng ta thử tìm kiếm với một từ khóa khác xem, Sony. Thì chúng ta cũng sẽ lấy được toàn bộ những cái sản phẩm với cái từ khóa đó là Sony. Và đây chúng ta có 5 sản phẩm tìm kiếm được. Như vậy là trong video ngày hôm nay, tôi cùng các bạn đã xây dựng thành công cái chức năng tìm kiếm sản phẩm. Và ở trong video sau, chúng ta sẽ đi xây dựng cái thanh phân trang cho danh sách tìm kiếm này, cũng như sẽ check một số lỗi ở trong cái phần tìm kiếm. Và video của tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn học tập tốt.